Đông Sơn, anh chị em Linh Tông, Việt Tông đã thăm hỏi đồng viên, đã chăm sóc của mẹ khi mẹ chúng con còn sống, như bị phụng biếu, đọc kinh khi mẹ chúng con đã qua đời, nhất là đã hiện diện trong thành thế này để cầu nguyện cho mẹ và gia đình của chúng con. Gia đình chúng con xin cảm ơn đến hội đồng phụ giáo xứ và các giáo họ trong các giáo xứ Đông Sơn, Đông Yên, Khe Ngạn, Tân Yên, Bắc Sơn đã đến phụng biếu cầu nguyện. Các xem là hai giáo xứ Đông Sơn, Khe Ngạn đã quan tâm giúp đỡ và tổ chức tang lễ và tiễn đưa mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, công an tỉnh Quảng Bình, các ban ngành, cả đoàn, các hội đoàn, các tổ đội đọc kinh, các ân nhân thân nhân, các bạn bè xa gần và toàn thể mọi người đã đến thắp hương cầu nguyện, hãy gọi điện nhắn tin để thăm hỏi đồng viên gia đình cũng như giúp đỡ về chúng tôi khi bà còn sống những khi bà đã qua đời. Với những ân tình ân nghĩa và quý cha quý sơ quý thầy và tất cả mọi người đã dành tặng cho mẹ ba và gia đình chúng con, một lần nữa đại gia đình chúng con xin khắc phục ghi tâm và cầu Chúa trả công đầy đủ cho tất cả mọi người. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho mẹ chúng con để ba sống được tự nhiên của chính quê trời. Trong lúc tang nhà của đối có gì sai lỗi xin mọi người đại gia đình chúng con xin quy đầu. Thời gian biến đổi như bóng câu dồn tựa thoáng mây bay.